Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay cửa hàng Minh Audio bán tại tòa V3 chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin giới thiệu đến các bạn một đôi loa đến từ Đức. Đôi loa có tên gọi là của hãng Dissco 2007. Một hãng loa đến từ Đức. Và hãng loa này thì nó cũng lạ với anh em chơi đồ âm thanh tại Việt Nam. Vì là nó lạ bởi vì rất nhiều cái hãng mà đến từ Mỹ hoặc Đức nó không có mặt tại thị trường Việt Nam nhiều, bởi vì thật ra ở thị trường Việt Nam thì chúng ta cũng biết đến một vài hãng loa, còn trên thế giới thì mỗi nước nó có rất nhiều hãng loa. Giả sử Mỹ có được 1000 hãng loa, nhiều khi họ sản xuất ra nhưng mà của những năm ngày xưa thì nhiều hãng, nhưng mà có khi là họ không còn tồn tại nữa, hoặc là sự sát nhập vào nhau, nó không còn cái tên của hãng ngày xưa nữa. Đây cũng của hãng Dissco của Đức. Hãng này thì tra trên mạng vẫn có thông tin đầy đủ. Đôi loa này thì có cấu hình gồm một bass 25, hai loa mid và một loa tép kèn. Loa trông vẫn còn rất là đẹp và mới. Sau đây tôi sẽ mở nhạc cho các bạn thưởng thức qua một chút. Tôi đang ghép với cái bộ âm ly đầu Denon 390 4 la mã và cũng một cái đầu CD của Denon. Tôi sẽ bật nhạc cho các bạn nghe qua. Vâng, tôi xin tạm dừng nhạc để nói qua một vài câu. Thường thì những cái đôi loa đến từ châu Âu hoặc là loa Mỹ thì giải âm của nó, âm tép nó rất là sáng. Nói chung các cái giải âm tép, mid và bass nó rất là rõ ràng và chi tiết, bass đánh sâu, uy lực. Và cùng một cái giá tiền thì các cái loa đến từ Mỹ hoặc là châu Âu nó luôn luôn hay hơn loa Nhật. Thường thì một cái đôi loa đến từ châu Âu giả sử 10 triệu nó sẽ hay hơn cái đôi loa Nhật 15-16 triệu. Nó thường hay gấp đôi. Vì cái công nghệ chế tạo của loa châu Âu, loa Mỹ thì tiếng nó ra nó rất là thoát tiếng. Các giải âm nó không bị quyện vào nhau mà nó rõ ràng từng giải. Âm bass, âm tép, âm mid đánh rõ ràng, nghe người nghe cảm nhận được ngay. Đây như đôi loa này tôi mở các bạn nghe. Nghe qua điện thoại thì thường mic thu âm nó sẽ kém, nghe trực tiếp thì cái tiếng bass nó rất là uy lực, nó sâu. Nghe qua điện thoại thì thường mở các nhạc sàn hoặc nhạc DJ, nghe trực tiếp thì bass cực là hay luôn, nhưng mà thu điện thoại thì nó thường là bass nó sẽ không phản ánh được đúng hết. Nhưng mà thường nếu mà nghe trực tiếp thì các bạn mà nghe loa Nhật và nghe châu Âu thì sẽ thấy sự khác biệt rất lớn. Còn tôi sẽ bật nhạc tiếp. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cửa hàng Minh Audio bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đấy, khu đô thị này thì nó nằm ở ngay ngã tư Văn Phú Hà Đông, và nó nằm trên đường Quang Trung của Hà Đông. Nó rất là dễ tìm, nó ngay sát mặt đường. Để các bạn có nhu cầu thì cứ gõ tìm kiếm là chung cư Văn Phú Victoria, nó sẽ chỉ dẫn các bạn đến tận nơi. Và xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi.